nghe kể lại ở trên này nè, xưa tại vàng bạc của bà rất là nhiều. Ờ vậy hả? Khi mà cái người mà ăn trộm vô á, là bà hay vẽ cổ lắm. Ủa vậy hả? Rồi sau này ăn trộm nó có cái chiêu là chồng chú ngược đi bằng cái tay, khi mà là bà vẽ cổ không có được. Đâu nghe con số 7 chị. Hả? Sao chị? Nghe con số 7 của chị. Số 7 của chị là chị sao? Nghe số 7 chị cho mấy em đó là số 7 chị này đó kìa. Số 7 là ý nghĩa. Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Thanh. Hôm nay chị Thảo Trần đến giếng bà chú xứ núi Sam nha. Chào chị. Chị có đến nơi này lần nào chưa chị Thảo? Đến rồi đó, cách đây khoảng 20 năm rồi. Hồi 20 năm rồi. 21 năm. Lúc ngày xưa mẹ còn á. Dạ, hôm nay lạ thấy có thấy lạ gì không chị? Hôm nay tới rất là lạ, rất là trên đường không còn trống như xưa nữa, mà rất là đông đúc luôn. Nhưng mà người trong này thì không có đông nhiều, có lẽ ngày hôm nay không phải là ngày lễ đó, ngày thường. Thì Thảo về Việt Nam lần này á, tất cả những vùng đất tâm linh Thảo cũng muốn đến để cầu nguyện cho tất cả mọi người muôn sinh vạn vật muôn loài được ấm no hạnh phúc. A Di Đà Phật, xin chào tất cả quý bà con, quý ông bà, cô bác, các cô chú, các anh chị em, các cháu, các bạn, các con cháu yêu thương. Xin chúc tất cả được hạnh phúc bình an. Hôm nay đủ nhân viên đi chung với em gái nè. Là từ bên Mỹ, chị cũng có nhã ý trong lòng là khi mà về đây á, chị em cùng nhau lên cái nơi này để cầu nguyện cho muôn sinh được ấm no hạnh phúc. Thì bà trên ăn bài đủ duyên chị em được gặp nhau từ núi Cấm qua đây. Cho em có vài lời nhường lại cho em gái. Được. Gặp chị cũng mừng, bữa nay chị từ bên Mỹ bên Việt Nam, bữa nay gặp nhau đủ duyên rồi cũng mừng. Lúc nào có gặp nhau ở trên điện thoại rồi á. Dạ, gặp nhau điện thoại rồi, bữa nay bữa nay lần đầu tiên gặp ở ngoài. Mà dễ thương quá, thấy thương. Chắc cũng từ cái sống tầng trường giống nhau hay sao đó. Cùng chung năng lượng, đồng thanh tương ứng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. I love you. Xin chào. Chúc tất cả bình an, phúc lạc. Thì hôm nay đến đây thì Thảo cũng nhập gia tùy tục. Đến đây cũng sẽ thắp hương. Bên kia Thảo không có thắp hương nhưng mà trong lòng, nhưng mà đến đây chắc có lẽ cũng làm một chút xíu gì đó. Okay. Mời chị Thảo vào trong nha. Xin mời tất cả mọi người. Rồi mình có đem ba cây hương vô hả? Mình mua mình lấy ba cây. Thì câu chuyện của bà ở đây rất là linh thiêng nha khán giả, cho nên những cô bác anh chị em đến đây để trả lễ đó. Lên đây mà nguyện xin để làm ăn, bây giờ làm ăn được, các bà con đến đây để trả lễ rất là đông. Thì phía trong thì không được quay phim chụp hình cho nên mình ngưng máy lại. Em ngồi đi, chị ngồi chút xíu được à? Cái đó mình thỉnh hả chị? Cái mình thỉnh hả? Không có, em gái mới tặng cho chị nè. Có ai tặng ha? Bánh đậu. Em gái thứ ba. Cái người em gái này á, là con của người dì thứ tư. Mẹ chị là thứ ba. Mà em này là thứ ba trong nhà, có người anh thứ hai ở nước Canada. Mà người anh thứ hai là đi cùng chung chuyến tàu vượt biên với Thảo luôn, năm 1982 luôn. Mà như người anh của đứa em này thì qua nước Canada, còn Thảo thì qua Mỹ. Cho nên mấy chị em thương nhau như ruột thịt với nhau vậy đó. Đời của cha mẹ cũng thương nhau, gắn bó nhau, tới đời chị em mình cũng yêu thương nhau vậy.
Thì lúc mà Thảo lỡ lọt cái tàu đi đó, thì lúc đó có người em trai của người anh. À, Minh Chánh hôm nay nhiêu tuổi rồi Cưng ha? Nó lớn tuổi hơn chị em mình hả? Cảm ơn em. 61 hả? 61 tuổi. Năm nay được 61 rồi á. Sao? Tao còn trống rồi. Trống trộn rồi. Quán chai ở gần đâu em? Quán chai hả? Thì chắc dần dần đi quán thì quán chai cũng nhiều á. Có gì muốn ăn hả? Con ghé ăn luôn hả em hả? Không, có mắc gì em đi ăn luôn á. Ok, rồi. Đúng rồi. Chị có đi tham quan mấy chỗ kia không? Cần đi không? Đi vòng vòng trên đó hả? Trên đó... Mình lên đường nào em biết được không? Dẫn mình lên đường ha. Này nè. Thôi vậy mình vừa đi và nói chuyện đi em ha. Đi Cưng ơi, đi. Chắc cái bánh này lát hai chị em mình chia với nhau nè, ba chị em mấy chị em mình chia nhau á. Nghe kể lại ở trên này nè, xưa tại vàng bạc của bà rất là nhiều. Vậy hả? Khi mà cái người mà ăn trộm vô á, là bà hay vẽ cổ lắm. Ủa vậy hả? Rồi sau này ăn trộm nó có cái chiêu là chồng chứa ngược đi bằng cái tay. Khi mà là bà bé cổ không có được. Ở vàng đây không ai dám đụng vô, không dám lấy chứ. Có cho chim ngưỡng thì được. Nhưng mà có nhiều vàng lắm nhưng mà không có đụng được hả? Vàng thiệt luôn á. Tức là những cái thương gia đó. Người ta tặng cho là tặng vàng thiệt là làm ăn được đó chị. Có. Có đường xuống luôn chị. Lên em mình lên cho mắt. Đi lên đi, tới đây lên cho mắt. Này luôn. Lên đi, đi lên tham quan vàng của bà. Lâu mới có việc đi. Đây mát mẻ. Lên đây mát nè. Wow, mát quá. Ủa mấy đứa khôn mới lên được rồi hả? Cái này là những cái những người mà làm ăn được á, ta tặng cho bà nhóc hết trơn. Ok. Thôi thì trước khi vô đây á, cho Thảo mời quý khán giả cái bánh này ha, ở trên này em nó tặng. Thì bây giờ mình chia ra với nhau. Thu Ba đâu vậy? Thu Ba ơi, Thu Ba đây nè Cưng, vô đây bánh nè, chia cái này em miếng nhỏ nè. Rồi chia ra chị em mình nha, ăn cái lọc. Ngọc ấn lại đây Cưng, cái lọc này nè. Tự nhiên có cái lọc. Cái lọc này không có mua, cái lọc của bà cho. Bà cho chia mọi người. Bà ta ăn miếng cho vui. Hình như là ở đây những chúc con lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc, được nhiều sức khỏe, những video con ra được nhiều người yêu thích. Nè em trai yêu chị nè. Em cảm ơn chị. Ăn bánh. Mình sẽ ăn luôn. Thơm quá à. Thơm hả? Thơm. Nè ăn đi con. Nè ăn bánh cái lọc nè. Ok. Đây là những món quà đâu rồi? Giá trị nha khán giả. Quyên ơi, nè, có thưởng nè em trai. Đây là cái lọc bánh của đây. Chúc em được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng ấm no, hạnh phúc ha. Đem tình yêu chia sẻ đến với mọi người. Gia đình em lúc nào cũng được hạnh phúc hết. Công việc thật nhiều may mắn. Cầu mong nhiều người thích kênh YouTube của em trai Quyện TV. Và cháu yêu của cô là cô gái một tay Lê Thanh An Giang. Xin biết ơn tất cả. Mời cả nhà ăn bánh. Thôi chia rồi. Bánh ngon quá chị hết trơn luôn. Cái này của bà cho, không có mua cho nên mình đem chia với mọi người á. Ok, rồi vậy bây giờ mình tham quan như này hả? Đi từ bên đây trước hay qua hay sao? Bên trong này luôn hả? Thôi mình đi đường này đi. Thì những người mà làm ăn được tạ ơn nè, để tạ ơn bà. Ai tên gì ở đâu đó? Mới không có đâu, là 21 năm về trước chị có đến một lần rồi. 2003 chị có đến đây. Đây là có chén vàng chén bạc luôn. Nơi đĩa vàng lên. Cái gì tạ ơn
Mỹ, mấy cái giấy khen á ha. À, không phải, tức là người ta làm ăn được, nó lên đây xin đó. Ồ, rồi ta xong rồi ta trả ơn. Dạ. A Di Đà Phật. Có ghi tên. Cái này chắc cũng hàng cao cấp không đó. Gia đình Phật tử. Có nấm linh chi luôn, gia đình Phật tử. Con dung tử. Đắk Nông. Đắk Nông á, wow. Đắk Nông, Đắk Lắk này chị có đến nơi này mấy tuần lễ chị có ở đó, có người quen ở đó. Yeah. Bí quá. Giống như nếu bà linh á cho nên người ta mới đền ơn lại, giống như là ta cầu xong được rồi, những gì của người ta mong muốn nó đã thành rồi, tụ rồi thì người ta mới trả ơn cho những cái điều cầu nguyện đó mà được thành tựu viên mãn. Có cái vị đồng đô của nước Mỹ nè, đồng tiền vàng nè, $100 thì đồng tiền vàng 2, 4, 6, 6, 9 luôn. $100 của nước Mỹ tuyệt vời quá. Đôi hài đó, đôi hài của bà. Thuyền bồm này nè cũng là ý nghĩa lắm á. Ý nghĩa sao chị? Người ta thường người ta tặng cho nhau là người ta hay có, thí dụ như em mới mở ra một cái kinh doanh làm ăn sự nghiệp gì đó, mới vừa đầu tư lên á, đang khai trương á, thì thuận bồm xuôi gió. Tặng chiếc tàu bồm cho mình để thuận bồm xuôi gió, hoặc là mình mới xây lên căn nhà rồi mình để làm ăn cái gì á, thì người ta cũng kính yêu mình, ta thương yêu mình, thì ta muốn mình được làm ăn phát tài phát lộc á, thì người ta cũng tặng này là thuận bồm xuôi gió. Wow, tiền đô. Hai đô. Ủa, hai đô ngay con số 7 chị. Đó, sao chị? Trời ơi, ngay con số 7 của chị. Số 7 của chị là chị sao? Ngay số 7 chị cho mấy em á, là số 7 chị này đó kìa. Số 7 là ý nghĩa gì chị? Cái này á là cái tiền Mỹ á, mỗi lần họ in ra đó là ngay cái đợt con số nào, giống năm rồi chị về chị cho mấy em là số 12. Yeah. Nhưng mà đợt này á thì nhà nước họ đang in ra con số 7. Thì chị trong tiền đô của mấy em mà có cái chị lì xì mà hai đô đó là có cái CEO number. Cái CEO này là nó có đợt in tiền á, nó là cái đợt in tiền. Thí dụ như cái đợt in tiền số 7 này thì có nhiều con số ở trên đó, nhưng mà nó là con số 7 là cái đợt in tiền của con số 7. Rồi cái tới đợt con số 8, rồi đợt số 9, số 10, thì cái đợt con số năm rồi chị về là ngay con số 12. Nhưng mà năm nay á thì chị đem con số 7 về, nhưng mà cái năm thì Bắc Chánh Đạo 2028 là đúng 8 nút, là Bắc Chánh Đạo là số 8. Nhưng cái tiền chị đem về lì xì cho mọi người là con số 7. Tự nhiên đủ duyên lại đây thấy số 7 giật mình. Toàn bộ là số 7 thôi. Số 7 hết toàn bộ, tại vì khi mà nhà nước in ra là con số 7 này á, là tất cả cái đợt tiền này. Chị thí dụ như em á, là ngày hôm nay đi, nhà nước in ra là 10.000 tờ là con số 7, là toàn bộ con số 7 hết. Rồi ngày mai nữa là in ra 10.000 tờ là con số 8, thì nó toàn bộ là số 8 hết. Mà cái đợt của chị con số 7, nhưng mà tại sao trong này nó là con số 7 nữa nè. Nó trùng hợp quá. Chắc số 7 nó có ý nghĩa gì đó anh Tâm mới... Có chứ, con số 7 là một con số rất là tuyệt vời. Để từ từ giải thích cái số đó sao, tại số đó ngồi nói một cái video. Em sinh ngày 7 tháng 7. Chị thì thứ 7. Chị sanh tháng 8 ngày 15, nhưng mà chị thứ 7. Chị coi. Ôi tuyệt vời quá. Dĩa hả? Ok, chị cũng biết ơn chỗ này. Em nghĩ chắc bà chắc lớn con, lớn người lắm rồi. Sao tôi thấy cái đôi hài á, sao mà nó lớn quá. Đồ rồi, lớn.
cái bức tượng của bà cũng lớn. Ừ. Tất cả như y gì cũng lớn. Dạ. Yeah. Em thấy hai chiếc hài hồi nãy đó, yeah, cũng lớn luôn. Nãy chị cũng có để ý cái đó. Chiên, cái chiên. Lê Thanh chắc em lên đây nhiều lần lắm hả Lê Thanh hả? Dạ. Yeah. Mỗi lần lên có một cái quan niệm khác nhau đúng không? Tại vì đi với mỗi một người khác có cái quan niệm khác đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà trong lòng em thì sao? Em lên đây em có cầu nguyện cái gì chưa? Thấy có cái gì được tội nguyện chưa? Hay là mới bắt đầu cầu hay là chưa dám cầu? Chỉ có cầu rồi mà chưa. chưa được hả? Mỗi lần lên cũng nguyện với bà để Thì mạnh khỏe, mạnh giỏi. Thường thường mình cầu một cái gì mà nó cao thượng nhất thì thường thường cái điều đó hay có linh. Còn nếu như mình cầu cho bản thân mình thì có lúc mình chưa đủ phước á thì mình phải tu học thêm. Yeah. Thì tới một ngày nào cái duyên mình đủ thì tự nhiên mình sẽ được thành tựu hết, thành tựu viên mãn. Nhưng mà nếu mình cầu mà chưa được là chứng tỏ là mình cố gắng làm cái gì cố gắng tạo thêm công đức. Yeah, lập công bồi đức thêm. Thì thường thường nếu như mình cầu những điều cao thượng cho chúng sanh vạn vật muôn loài thì những điều đó bề trên dễ chứng hơn. Yeah. Cái tâm thành của mình cho cả muôn sinh. Còn nếu mình cầu cho một mình thì mình phải coi lại cái phước của mình có đủ phước để hưởng cái điều đó hay không. Thì thường thường á, giống như một người cha mẹ đi muốn cho con mình một cái gì thì hay có coi cái đứa con đó nó có giữ được cái của đó hay không, lỡ cho nó rồi nó làm mất hay là nó làm hại đời á gì đó. Cho nên cha mẹ, tại sao có những người giàu, chị có nói với em rồi đó, bên Mỹ có rất là nhiều người người ta giàu tỷ phú luôn, nhưng mà khi người ta mất người ta không có để cái gì lại cho con người ta hết, mà người ta cho vô mấy cái viện dưỡng lão hay là mấy cái viện mồ côi hay là cô nhi hay là những cái nơi mà giúp đỡ thiện nguyện á, người ta hãy cho vô đó là vì lý do nhiều khi những người con người ta sống không có đủ thiện lành, người ta không có muốn con người ta nhận những cái điều đó để rồi có những điều không có được trải nghiệm học hỏi á, để mình làm tốt á, thì nhiều khi mình cầm cái đồng ngân đó lên mình làm nó hại đời, không có tốt đó. Cho nên khi tất cả mọi người mà cầu thần linh hay là cầu Phật Chúa, cầu tất cả các đấng thiêng liêng mà thấy chưa linh là mình cố gắng quán chiếu lại thân tâm mình để mình làm nhiều điều thiện lành hơn. Thì khi một ngày nào các ngài cảm thấy mình đủ duyên để được thì sẽ được, đủ phước để hưởng thì sẽ được. A Di Đà Phật. Cái bánh chị đủ duyên là được rồi. Chị Tuyết có đến đây nhiều lần chưa? Có, năm nào cũng đi hết. Năm nào cũng về cúng bún với bà. Đủ duyên thì sẽ được. Cầu được thấy. Em gái yêu có gì muốn gửi gắm đến tất cả bà con để ngày hôm nay cái cuộc chị em mình họp mặt như vậy, thì em có lời gì muốn nói thì em cứ nói lên những nỗi niềm của mình. Cũng như đủ duyên rồi gặp chị mình bây giờ cũng vui, gặp thêm anh chị em nữa nè. Bữa nay mình về Kiên Giang chơi với chị mình luôn đó. Về Kiên Giang cho biết nhà chị mình, mà mơ mốt chị mình cũng tới nhà mình cho biết luôn, chị em mà gặp nhau mà vui vẻ nha. Dạ. Có nhiều em thì Lê Thanh có gì muốn hỏi không, hỏi chị nói. Dạ, nói chung thì em cũng vui quá, cũng không biết hỏi gì, tại giờ thấy chị nói hay quá. Chung chị Thảo Trần thì trước đây Lê Thanh cũng có quay rất là nhiều clip chia sẻ về tâm linh Phật pháp, thì bên cạnh đó được khán giả rất là yêu mến, thì Lê Thanh cũng không có gì hơn, cũng rất là vui. Khi làm cái gì được khán giả mà đồng hành với mình thì cái niềm vui nó dâng trào lên hoài, muốn làm hoài vậy đó. Chị cũng rất hạnh phúc trong cuộc đời này được quen biết em và tất cả như Quẹn, như Mai.
chị hạnh phúc lắm. Em thấy những người mà có cái tâm làm việc như vậy đó, chị rất là kính yêu. Lúc nào chị cũng cầu mong cho mấy em, tuy mặc dầu chị ở một phương xa nhưng mà chị cũng dõi theo những cái video của các em đưa ra. Lúc nào cũng cầu nguyện cho mọi người xem video được có thêm, có những cái gì đẹp đời đẹp đạo để học hỏi thêm, chia sẻ thêm với nhau, yêu thương với nhau nhiều hơn, gắn bó nhau nhiều hơn, hoan hỷ với nhau nhiều hơn. Rồi những mảnh đời bất hạnh thì được những mạnh thường quân yêu thương, chia sẻ, dìu dắt, chia chén cơm manh áo để cuộc đời được hạnh phúc ấm no hơn. Cho nên lúc nào cũng cầu mong như vậy. A Di Đà Phật. Dạ. Yeah. Cảm ơn những lời hay ý đẹp của chị Thảo cũng như chị Tuyết. Hôm nay cũng có cái duyên lành để gặp mấy chị. Thì hy vọng những clip này đưa đến khán giả gần xa sẽ có một cái hay hơn nữa cho khán giả có thể đến đây thì biết chắc đến, chị. Đến đây thì Thảo sẽ làm cái căn nhà lúc trước Thảo có về để xây bề ngang 9m, bề dài 25m đó. Nhưng mà lúc đó trong thời gian cũng xây gấp rút quá cho nên chưa có làm hai lầu. Nhưng mà lần này có lẽ là Thảo nâng cấp cái nhà lên, dỡ cái nóc ra, làm thêm cái trên để tránh điện, thợ và cho những ai có duyên thì đến ngồi thiền. Cho nên lúc mà chị làm chắc có lẽ là chị sẽ mời mấy em đến, khi nào chị làm xong mời các em đến để làm một cái buổi lễ tạ ơn. Yeah. Cho các em quay lên cái video đó, rồi sau khi đó cho chị em mình đi Phú Quốc. Yeah. Đi Phú Quốc thì cũng sẽ trải nghiệm được điều gì thì mình cùng nhau quay video lên để chia sẻ với mọi người sự thấy biết của mình, sự trải nghiệm của mình, những gì kinh nghiệm của Thảo biết qua. Nếu những ai coi trong kênh YouTube của Lê Thanh hoặc là Quyện TV hoặc là cô gái một tay này ủng hộ cho mấy em này thì có gì thắc mắc á, cứ comment lên đi rồi Lê Thanh cho chị biết. Yeah. Có thể mình làm cái video kế tiếp để mình trả lời những cái câu thắc mắc. Còn nếu mà có những điều chia sẻ thì Thảo cũng xin biết ơn tất cả nhiều, thật là nhiều luôn, để mình chia sẻ nhau, để cho những người chưa có trải nghiệm qua để được thấy biết. Theo đó mà mình không dám nói học hỏi, mà mình nói là nên chia sẻ với nhau, dìu dắt nhau, cùng nhau trên con đường tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Thảo, chị Tuyết rất là nhiều. Dạ. Video này cũng chúc cho chị lúc nào cũng vui vẻ trong cuộc sống nha. Thì có gì mấy em á, quay cái phong cảnh ở bên ngoài này nè, rất là tuyệt vời luôn á. Em quay cho thêm một khúc video á, để cho quý ông bà cô bác mà chưa có được cái cơ hội á, đến đây á, thì cũng chiêm ngưỡng cái nơi này. Thì biết rằng thời nay thì có rất là nhiều kênh YouTube cũng có quay, hoặc là lên trên mạng lưới á, cũng sẽ có những cái hình ảnh như thế này. Nhưng mà mỗi một người có nhìn cái khía cạnh khác nhau, cho nên mấy em đi mấy em thấy được những khía cạnh này thì chia sẻ với mọi người. Cho nên những lúc chị rảnh gọi chị cũng đi vô chị xem những cái nơi nào tụi em đến mà chị chưa đến được. Cũng biết ơn mấy em nhiều lắm luôn á. A Di Đà Phật. Cho Thảo xin chúc tất cả mọi người lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, yêu thương nhau, ấm no, công việc thì lúc nào cũng thật nhiều may mắn. Thảo rất là yêu tất cả, lúc nào cũng cầu nguyện như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Cho Thảo xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Có gì mình quay những cái cảnh này nè, đó mình quay thêm một chút nữa rồi cái gì về em gáp vô, em gáp vô cho nó dài dài cái video, có nhiều người họ cũng thích nhìn cái cảnh nhiều lắm. Dạ, xin chào quý bà con và khán giả, đây cũng là cái duyên lành Lê Thanh cùng với chị Thảo Trần về núi Sam Châu Đốc với bà chú xứ núi Sam. Thì qua video này chúc cho quý bà con, quý khán giả xem được video có nhiều niềm vui và nhiều may mắn nè.